Tát Bổn Nguyện Quyển Trung, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, danh hiệu của Địa Ngục phẩm thứ năm. Một Phổ Hiền hỏi: lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: thưa nhân giả, xin ngài vì trời Đồng Bát Bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của những hàng chúng sinh bị tội khổ ở trong cõi Ta Đà cùng Diêm Phù Đề này, và nói những sự về quả báo không làm lành cho chúng sinh trong tình mật pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: thưa nhân giả, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Hai danh hiệu của địa ngục: thưa nhân giả, phương đông của Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi, dãy núi đó tối thẳm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giá, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn, lại có địa ngục tên là Giác Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Sa, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Ngu, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu Mã, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, lại có địa ngục tên là Tỏa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiêu Cước, lại có địa ngục tên là Đàm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng, lại có địa ngục tên là Tranh Luận, lại có địa ngục tên là Đa, lại có địa ngục tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Đa Sơn, vân vân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn, lại có địa ngục Kiếu Oán, địa ngục Bạc Thiệt, địa ngục Phẫn Miếu, địa ngục Đồng Tỏa, địa ngục Hỏa Tượng, địa ngục Hỏa Cẩu, địa ngục Hỏa Mã, địa ngục Hỏa Ngu, địa ngục Hỏa Sơn, địa ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa Sàng, địa ngục Hỏa Lư, địa ngục Hỏa Ân, địa ngục Cứ Nha, địa ngục Bát Bì, địa ngục Hẩm Huyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đảo Thích, địa ngục Hỏa Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Hỏa Lan, vân vân. Những địa ngục như thế, trong đó mỗi một lớn lại có những một nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, nhẫn đến trăm nghìn, trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: thưa nhân giả, đó đều là do chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề làm ra những điều ác và tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sống với núi Thu Di, có thể sâu dùng biển cả, có thể ngăn đạo thắng, vì thế chúng sinh chớ khinh điều quấy nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, giàu đến mãi muốn đều phải chịu lấy. Chí thân như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường, giàu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ tay nhau. Nay tôi nương oai lực của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục, trong mong nhân giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: dầu từ lâu tôi đã tỏ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hành ác trong trời mặt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Ba tội báo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: thưa nhân giả, những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cài trên đó, hoặc có địa ngục môi tin người tội để cho quỷ dạ xoan, hoặc có địa ngục bạc dầu sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cục đồng giấy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bận lửa lớn bay tắt vào người tội, hoặc có địa ngục toàn cả thùng là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phẫn tiểu, hoặc có địa ngục lao gai trong sắt, hoặc có địa ngục đâm nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đặt vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắt quấn cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi cho sắt, hoặc có địa ngục đóng mắt lừa sắt. Nhân giả, những quả báo như thế trong mỗi ngục có trăm nghìn thứ khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này do các hạnh nghiệp quá của chúng sinh mà cảm mời ra. Nếu tôi thuật rõ cả những sự việc về tội báo ở địa ngục, thời trong mỗi địa ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Nay tôi nương sức oai thần của Đức Phật và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược như thế, nếu nói rõ cả thời cùng kiếp nói cũng không hết. Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Như Lai Tán Thán phẩm thứ sáu. Một Phật phóng quang dập bảo, lúc đó pháp thân của Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn muôn ức hàng hà sa cõi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp các cõi nước của chư Phật rằng: tất cả hàng đại Bồ Tát và trời đồng quỷ thần vân vân lắng nghe hôm nay ta khen ngợi rao bài dưỡng sự của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sinh. Sau khi ta diệt độ tràng Bồ Tát đệ sĩ các con cùng với trời đồng quỷ thần vân vân nên dùng nhiều phương chức để giữ gìn kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đều khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh của niết bàn. Hai Phổ Quản thưa thỉnh. Nói lễ xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quản cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: nay con nghe Đức Thế Tôn ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn không thể nghĩ bàn như thế, trong mong Đức Như Lai đại tiền những chúng sinh trong thời mạt pháp sau này mà tuyên nói các sự nhân quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lễ cho hàng trời người, làm cho hàng trời đồng bát hộ và chúng sanh trong thời sau kính vâng lời của Đức Phật.
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát cùng trong tứ chúng rằng: lắng nghe ta sẽ vì các ông nói được về những sự phước đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lễ cho người cùng trời. Ngài Phổ Quảng bạch Phật rằng: vâng bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin tham muốn nghe. Ba bậc dạy sự đó, Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát: trong đời sau, như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là lý mộ, người đó sẽ qua khỏi cửa khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quảng, như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào hoặc là vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thời người đó sẽ được sanh lên khỏi trời đau lại 100 lần, không còn phải bị sao đọa vào ác đạo nữa. Ví dụ này kia bước trời đã hết mà sanh xuống nhân gian cũng vẫn hành về quốc vương, không hề mất sự lợi lớn. Bốn khỏi nữ thân, như có người nữ nào nhàm chán thân gái hết lòng cúng dường từ vẽ của Địa Tạng Bồ Tát và những tượng cốt thần đất cát hay sơn đồng sắt vân vân, ngày ngày từng đem hoa hương đồ ăn đủ quy phục cắm lụa tràng phan tiền bạc vật báu vân vân cúng dường như thế mãi không thôi, người thị nữ đó sau khi mãn một thân gái hiện tại thời đến trong hình muôn kiếp còn không sanh vào cõi nước của người nữ, huống nữa là thọ thân gái, trừ khi vì lòng được các nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh nương nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó, trong trăm hình muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa, năm thân xinh đẹp lại nữa. Ngài Phổ Quảng Bồ Tát: nếu có người nữ nào chán thân xấu xí lòng người bệnh tật đến nơi trước tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ chừng trong khoảng một bữa ăn, người nữ đó trong hình vạn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nhằm thân gái thời trong hình mua ấp đời thường làm con gái nhà vua cho đến là vương phi dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trưởng giả, tướng mạo đoan trang xinh đẹp, do vì có lòng chí thành chiêm ngưỡng đảnh lễ thành tựu của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đặng phước như thế, sáu quỷ thần hộ vệ. Là nữa, ngài Phổ Quảng, như có người thiện nam người thiện nữ nào có thể đối trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà rồi các thứ kỹ nhạc ngâm ca khen ngợi dùng hương hoa cúng dường cho đến khuyến hóa được một người hay nhiều người, những hạng người đó ở trong đời hiện tại cùng thuở bị lai sao thường được trăm hình vị quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ, còn không cho những việc hung dữ đến tay người đó, huống là để cho người đó phải chịu các tai vạ bất ngờ, bảy kinh trên bất tội. Là nữa, ngài Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người ác và ác thần ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam người thiện nữ quy y cung kính cúng dường lời khen chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà bọn sanh là khinh chê không có công đức cùng không có sự lợi, hoặc nhân ra ra cười, hoặc chê sau lưng, hay chê trước mặt, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niệm, thời những kẻ như thế đến sau khi một mình Đức Phật trong hiện kiếp nhập gì cả bị tội báo kinh chê nên còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu khổ rất nặng, qua khỏi hiện kiếp này mới được thọ thân hạ quỷ, rồi mãi đến một mình kiếp sau mới thọ thân súc sanh, là phải trải qua đến một mình kiếp nữa mới đặng sanh làm người, giàu được làm người nhưng ở vào hạng bần cùng hèn hạ, tật nguyện thiếu sức hay bị những nghiệp ác ràng buộc vào thân, không bao lâu phải sao đọa vào ác đạo nữa. Này Phổ Quảng, kinh chê người khác cũng như mà còn mắc phải tội báo xấu cũng như thế, uống nữa là tự sanh ác kiến mà kinh chê phá diệt tám tiêu tội chướng. Lại nữa, ngài Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người nam người nữ nào đau nằm lạc liệt mãi trên giường gối cầu sống hay muốn chết cũng đều không được, hoặc đêm nằm chiêm bao thấy quỷ dữ cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đổi thành bệnh lao bệnh tại vân vân, trong giấc ngủ kêu đéo thê thảm sầu khổ, đây đều bị nơi nghiệp đạo lần đó chưa quyết định là tên hay trọng nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành, mắc phàm tục của kẻ nam người nữ không thể bị rõ việc đó, chỉ phải nên đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng mà đọc tụng kinh này một biến, hoặc lấy những món vật riêng của người bệnh thường ưa tiếc như y phục đồ quý báu nhà của ruộng vườn vân vân, đối trước người bệnh cất tiếng lớn mà xướng lên rằng: chúng tôi tên đó họ đó, nay vì người bệnh này, đối trước kinh tượng đem những của vật này, hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu tháp cúng, hoặc cúng vào cửa tượng trục, xướng lên như vậy 3 lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử như thần thức của người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã dứt, thờ hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày, cứ lớn tiếng xướng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mạng chung, thời giàu cho từ trước có tội bạn nặng nhẫn đến 5 tội vô gián cũng được thoát khỏi hẳn, thọ sanh vào đâu cũng thường nhớ biết việc đời trước, huống nữa là người thiện nam người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát cho đến bảo người khác vẽ đắp, người đó khi thọ quả báo chắc đặng nhiều lợi lớn. Này Phổ Quảng Bồ Tát, vì thế nên nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niệm khen ngợi kinh này, hoặc là có lòng cung kính đối với kinh, thời ông cần phải dùng trăm nghìn phương chiếu khuyến hóa người đó phát lòng siêng năng
siêng năng chớ đừng thối thất, thời có thể được trăm nghìn muôn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai. Chính siêu độ vong linh là nửa này của quảng Bồ Tát. Như những chúng sinh đời sau hoặc trong giấc ngủ hoặc trong chiêm bao thấy các hàng quỷ thần nhận đến các hình lạ, rồi hoặc buồn bã hoặc khóc lóc hoặc rầu rĩ hoặc than thở hoặc hãi hùng hoặc sợ sệt vân vân, đó đều là vì hoặc cha mẹ con em hoặc chồng vợ quyến thuộc trong một đời mười đời hay trong đời nghìn đời về tổ quá khứ bị đoạn lạc và ảnh đạo chưa được ra khỏi, không biết trong mong và phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ não, nên mới về mách bảo với người có từng cốt nhục trong đời trước cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoát khỏi ác đạo. Này phổ quản, ông nên dùng sức oai thần kiến hàng quyến thuộc đó đối trước hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, chí tâm tự đọc kinh này hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến hoặc đến 7 biến. Như vậy kẻ quyến thuộc đương mắt trong ác đạo kia khi tiến tụng kinh đủ số mấy biến đó xong sẽ thành giải thoát, cho đến trong khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa. 10. Khỏi nô lệ. Lại nữa, này phổ quản, như đời sau này có những hàng người hạ tiện hoặc tớ trai hoặc tớ gái dẫn đến những kẻ không được quyền tự do, rõ biết là do tội nghiệp đời trước gây ra cần phải sám hối đó, thời nên chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hành tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi trong 7 ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến. Những người trên đó sau khi mãn báo thân hạ tiện ở hiện đời trong nghìn muôn đời về sau thường sanh vào bậc tôn quý trọng, không bao giờ còn phải sao đạo vào ba đường ác khổ nữa. 11. Sanh con dễ nuôi. Là về nữa, này cổ quản Bồ Tát, về trong thuở sau này nơi cõi Diêm Phù Đề, trong hàng sát đế lợi và la môn, trưởng giả, cư sĩ, tất cả các hàng người và những dân tộc dòng họ khác, như có người nào mới sinh đẻ hoặc con trai hoặc con gái nội trong 7 ngày, sớm vì đứa trẻ mới sinh ra đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này, là vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến. Được vậy, thời đứa trẻ hoặc trai hay là gái mới sanh ra đó, nếu đời trước nó có gây lấy tội bà chi cũng đặng thoát khỏi cả, nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi, lại thêm được sống lâu. Còn như nó là đứa nương lên phước lực mà tội sanh đời, thời đồng nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn. 12 ngày tập trai tụng kinh được phước. Là vài nửa ngày cổ quản, trong những tháng mỗi ngày mùng 1, mùng 8, 14 rằm, 18, 23, 24, 28, 29 và 30, 10 ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ. Tất cả những cử chỉ đồng niệm của chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi. Huống nữa là những kẻ buôn lung giết hại trộm cắp tà dâm vòng ngữ, trăm điều tội lỗi. Về đời sau nếu có chúng sinh nào trong 10 ngày trai kể trên đây mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát hiền thánh để đọc tụng kinh này một biến, thời chung quanh chỗ người đó ở bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng 100 gia tuần không có xảy ra những việc tai nạn. Còn chính nhà của người đó ở, tất cả mọi người hoặc già hoặc trẻ về hiện tại và vị lai đến trong nghìn năm xa khỏi hẳn các ác đạo, trong 10 ngày trai kể trên đây nếu có thể mỗi ngày tụng một biến kinh này, thời trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà không mắc phải bệnh tật bất ngờ đồ ăn hoặc di dật. Đại phổ quản, vì thế nên biết rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết trong hình muôn ước những sự oai thần lực lớn, nhiều lợi ích cho chúng sanh như thế. Chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với ngài Địa Tạng Đại Sĩ. Những chúng sanh đó hoặc được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát cho đến nghe chừng 3 chữ hay 5 chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ hay một câu, thời những người đó hưởng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại, trong hình muôn đời về vị lai thường được các sanh vào nhà tôn quý, thân hình xinh đẹp. 13. Danh hiệu của kinh. Khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bài ngợi khen ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong, ngài Phổ Quản Bồ Tát thì quỳ xuống chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ lâu con rõ biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế rồi. Song nay vì muốn những chúng sanh trong đời sau này rõ biết các sự lợi ích đó nên con mới bạch hỏi cùng Đức Như Lai. Vâng, con xin cung tín tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố thế nào? Đức Phật bảo ngài Phổ Quản, kinh này có 3 danh hiệu, một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh. Đây là tên thứ hai, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thị Lực Kinh, đây là tên thứ ba. Do vì ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn làm lễ cho chúng sanh, cho nên các con phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, ngài Phổ Quản Bồ Tát tin chịu chắp tay cung kính lễ Phật vui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Lợi Ích Cả Cái Còn Người Mất, phẩm thứ 7, một khuyên tu thánh đạo. Lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phù sanh tâm trọng niệm không chi là chẳng phải tội. Nếu gặp những việc về pháp sự là lần phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu, còn hoặc khi gặp kia sự bạo ác chẳng lần lại lần lần thêm lớn. Những hàng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần càng khốn đốn thêm một lần, chân đạp lún lút sâu. Những người đó hoặc gặp hàng thiện tri thức đội dùng đá bớt cho, hoặc là đội dùng hết cả, vì hàng thiện tri thức đó có sức rất khỏe mạnh là nhiều đỡ người ấy, khuyên gắng làm cho người ấy mạnh lên. Nếu khi ra khỏi bùn lầy đến chỗ đất bằng phẳng
phản bội tội cần phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, đừng có đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh quen theo thói ác bắt đầu từ mãi muốn rồi lần đến nhiều vô lượng, đến khi những chúng sanh quen theo thói chẳng làm ái sắp sửa mạng chung, thời cha mẹ cùng thân quý vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó, hoặc treo văn lòng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung, hoặc là ở nơi bổn thức nghe biết. Cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo suy tính đến quả báo thời đáng lẽ người đó phải bị đọa vào ác đạo. Xong nhờ thân quyến vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo, cho nên các điều tội ác của người đó thảy đều tiêu sạch. Như sau khi người đó đã chết lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho người chết đó thoát. Thời có thể làm cho người chết đó khỏi hẳn chốn ác đạo, được sanh lên cõi trời hoặc sanh trong loài người hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng, mà kẻ thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lễ. Vì lẽ trên đó nên nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời đồng tám bộ chúng người với phi nhân vân vân mà có lời khuyên bảo những chúng sanh trong cõi như phù đề ngày năm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thận chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tế lễ quỷ thần cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tế lễ đó không có một mảy muốn chi lễ cho người chết cả, chỉ có kết thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử người chết đó hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đặng phần thánh quả, sẽ sanh vào cõi trời cõi người, nhưng bị vì lúc lâm chung hàng thân thuộc gây tạo những nghiệp nhân không lành, cũng làm cho người chết đó mắc lấy ương huệ phải đối bị chằng sanh vào chốn lầm. Huống gì là người kia chết lúc sanh thì chưa từng làm được chút phước lành đều theo ác nghiệp của họ đã gây tạo mà tự phải bị sa đọa vào ác đạo. Hàng thân thuộc nỡ nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm. Cũng ví như có người từ xứ xa đến tuyệt lương thực đã 3 ngày, đồ vật của người đó mang vác nặng hơn 100 cân, bỗng gặp kẻ lân cận lại gửi một ít đồ vật nữa, vì vậy mà người xứ xa đó càng phải cúng khổ nặng nề thêm. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề ở nơi trong giáo pháp của Phật, nếu có thể làm việc phước lành cho đến chừng bằng sợi lông, giọt nước, bằng một hồ cát, một mấy bụi nhỏ, thời tất cả chúng sanh đó đều tự mình được lễ cả. Hai trưởng giả bạch hỏi, khi Ngài Địa Tạng nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả từ lâu đã chứng quả vô sanh hiện thân trưởng giả để hóa độ chúng sanh trong mười phương. Ông chắp tay cung kính mà thưa hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sinh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc hoặc kẻ lớn người nhỏ vì người chết đó mà tu các công đức cho đến tiết ra cúng dường làm những phước lành, thờ người chết đó có đặng lễ lớn cùng đặng giải thoát chăng? Ba kẻ còn người mất đều được lợi. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng, này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại này cùng thổi bị la sao nơi oai thần của Đức Phật mà nói được về việc đó. Này ông trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại hay bị lai lốt sắp phạm chung mà nghe đặng danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát hay danh hiệu của một Bích Chi Phật, thời không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát cả. Như có người nam người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác, sau khi người mạng chung, hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà tu tạo phước lợi, làm tất cả việc về thánh đạo, thời trong 7 phần công đức người chết nhờ đặng 1 phần, còn 6 phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Bởi vì kế trên đây nên những người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó, nên cố gắng mà tu hành, thời đặng hưởng trọn phần công đức. Con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, thần hồn vơ vẩn mịt mờ, chưa rõ là tội hay phước, trong 49 ngày như ngay như điếc, hoặc ở các ti sở để biện luận về nghiệp quả. Khi thẩm định xong, thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Trong lúc mà chưa biết chắc ra làm sao đó, thời đáng lệnh muôn sầu khổ, uống là phải bị đọa vào các ác đạo. Thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày luôn luôn trong nóng hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho qua khỏi 49 ngày, thời cứ đi theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Người chết đó nếu là kẻ có tội, thời trải qua trong 100.000 năm không có ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm 5 tội vô gián, thời phải đọa vào đại địa ngục chịu mãi những sự đau khổ trong hình kiếp muôn kiếp. Là vậy nữa, này ông trưởng giả, sau khi những chúng sanh gây phạm tội nghiệp như thế mạng chung, hàng cốt nhục thân quyến có làm chay để giúp thêm phước lành cho người chết đó, thời khi sắm sửa chưa rồi cùng trong lúc đương làm, chớ có đem nước gạo lá ra vân vân đổ vãi ra nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn kia dân cúng cho Phật cùng tăng, thời chẳng được ăn trước. Nếu nhân cái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng, thời người chết đó trọn không được mấy phước nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch đem dân cúng cho Phật cùng tăng, thời trong 7 phần công đức người chết hưởng được 1 phần.
Này ông trưởng giả, vì thế nên những chúng sanh trong cõi Diêm Phù sau khi cha mẹ hay người thân quý chết, nếu có thể làm chay cúng dường chí tâm cầu khẩn thờ những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều đặng lợi ích cả. Lúc này Địa Tạng nói lời này tại cung trời Đao Lợi, có số nghịch muôn ức ngay gia ta quỷ thần cõi Diêm Phù Đề đều phát tâm Bồ Đề vô thượng. Ông trưởng giả đại biện vui mừng vâng lời dạy làm lễ mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện các vua Diêm La khen ngợi thần thứ 8, một Diêm La Vương cùng quỷ vương vân bân tập. Lúc đó trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương cùng với vua Diêm La đồng lên cung trời Đao Lợi đến chỗ Đức Phật. Các vị quỷ vương đó tên là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Á Quỷ Vương, Đại Tranh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Hiếu Hổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Tán Lưu Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Điển Quang Quỷ Vương, Lan Nha Quỷ Vương, Thiên Nhãn Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Hao Quỷ Vương, Chủ Hào Quỷ Vương, Chủ Phước Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Xúc Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Mị Quỷ Vương, Chủ Sản Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Chủ Tập Quỷ Vương, Chủ Hiểm Quỷ Vương, Tam Một Quỷ Vương, Tứ Một Quỷ Vương, Ngũ Một Quỷ Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Cạch Kỳ Lợi So Vương, Đại Kỳ Lợi So Vương, Anatta Vương, Đại Anatta Vương, những vị đại quỷ vương như thế, vân vân. Mỗi vị cùng với trăm nghìn tỷ quỷ vương cả thể ở trong cõi Diêm Phù Đề đều có chức trách, đều có phần chủ trị. Các vị quỷ vương đó cùng với vua Diêm La nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đồng lên đến cung trời Đao Lợi đứng qua một phía. Hai vua Diêm La bạch Phật, bấy giờ vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quỷ vương nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hồng nơi cung trời Đao Lợi này, mà cũng là vì chúng con đặng phước làm vậy. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ dánh bạch hỏi Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: Cho bé con hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bấy giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngó ngoái lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát và bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sáu đường dùng trăm hình phương trước để cứu độ những chúng sanh mắc phải cực khổ, Ngài không từng mệt nhọc. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những thần thông không thể nghĩ bàn được như thế, nhưng Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể nghĩ bàn được như thế, nhưng sao hàng chúng sanh vừa đặng thoát khổ tội báo không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành để được giải thoát mãi mãi, cuối xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. Ba Phật giả sở nhân, Đức Phật bảo Vua Diêm La rằng: Chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tình cứng cỏi, có dạy có sửa. Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó, làm cho sớm được giải thoát những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lớn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nổ sạch cội gốc nghiệp duyên mà làm cho chúng sanh đó nhớ biết những công việc ở đời trước. Tại vì chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề kết nghiệp dữ phạm tội nặng nên vừa ra khỏi ác đạo rồi trở vào lại, làm nhọc cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ chúng đó. Ví như có người quên mất nhà mình đi lạc vào con đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quỷ dạ xoa cùng hồng sói sư tử rắn độc bò cạp. Người quên đường đó trong đường hiểm chừng giây lát nữa sẽ bị hại. Có một vị tri thức hiểu nhiều pháp thuật là có thể trừ sự độc hại đó cho đến có thể trừ quỷ dạ xoa, các loại rắn độc vân vân. Chợt gặp một người quên lạc đường kia đương muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn, bèn gọi bảo rằng: Ô hai ngày ông kia có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nạn này? Ông có pháp thuật lại gì có thể ngăn trừ các sự độc hại chăng? Người lạc đường đó bỗng nghe lời hỏi trên mới rõ là đường hiểm nạn, bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường hiểm nạn đó. Vì thì đi tới cái nắm tay dìu dắt dẫn người lạc lối đó ra ngoài đường hiểm nạn, khỏi các sự độc hại, đến nơi con đường tốt làm cho được an ổn, rồi bảo rằng: Này người lạc đường, từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nạn đó nữa. Ai mà vào con đường hiểm nạn đó ắt khó ra khỏi đặng, lại còn phải bị tổn tánh mạng. Người lạc đường đó cũng sanh lòng cảm trọng, lúc từ biệt nhau vị thiện tri thức lại dặn thêm: Nếu ông có gặp kẻ quen người thân cùng những người đi đường hoặc trai hay gái, thời ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại, vào đó ắt phải tổn tánh mạng, chớ để cho những người ấy tự vào chỗ chết. Vì thế nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn mà cứu vớt chúng sanh mắc tội khổ, muốn cho chúng đó sanh lên khỏi trời cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Những chúng sanh tội khổ đó đã biết sự khốn khổ trong con đường ác nghiệp rồi, khi đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa, như người quên đường kia lạc vào đường hiểm, gặp vị thiện tri thức dẫn dắt cho ra khỏi, không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp gỡ người khác lại bảo chớ vào đường ấy, tự nói rằng mình là người quên đường nên đi lạc vào đó, nay đặng thoát khỏi rồi.
trọn hẳn không còn trở vào đường đó nữa. Nếu còn đi vào đường ấy nữa thời là còn mê lầm, không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng xa lạc rồi, hoặc đến nỗi phải mất mạng. Như chúng sinh bị đọa vào chốn ác đạo, Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện cứu vớt cho được thoát khỏi, sanh vào cõi trời, rồi cũng vẫn trở vào ác đạo nữa. Nếu chúng sanh đó kết nghiệp ác quá nặng, thời ở mãi chúng địa ngục không lúc nào được thoát khỏi. Bốn quỷ vương bày thiện nguyện, bấy giờ ác độc quỷ vương chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hạng quỷ vương số đông vô lượng ở trong cõi Diêm Bồ Đề, hoặc có bị làm lợi cho người, có bị làm tổn hại cho người, mỗi mỗi đều không đồng nhau, nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi qua thế giới ác nhiều lạnh lít, đi qua sân nhà người hoặc thành ấp sớm làng trại vườn bụi nhà, trong đó như có người trai trẻ gái nào tu được chút phước lành bằng mấy lông sợi tóc, cho đến treo một lá phan, một bao cái, chút hương chút hoa cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát, hoặc đọc tụng tôn kinh đốt hương cúng dường một bài kệ, một câu kinh, đối phương cúng dường một bài kệ, một câu kinh, vân vân, hàng quỷ vương chúng con cung kính làm lễ người đó như kính lễ các đức Phật thổ quá khứ, đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng con quỳ các hàng tiểu quỷ coi lực lớn và kẻ có phần chức trách về cuộc đất đai đó đều phải hỗ trợ giữ gìn, còn chẳng do việc giữ cùng sự tai nạn bất kỳ bệnh tật hiểm nghèo tình lệnh, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó, uống là để vào cửa. Đức Phật khen quỷ vương rằng: hay, các con cùng với Vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiện nam, người thiện nữ như thế, ta cũng truyền cho các vị trời phạm vương đến thích hộ về các con. Năm chủ mạng trình thưa. Khi Đức Phật nói lễ xong, trong pháp hội có một vị quỷ vương tên là chủ mạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp duyên của con là cai quản về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề. Khi sanh khi tử con đều coi biết đó, cứ theo nơi bổn nguyện của con thời có lợi ích rất lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con nên đến nỗi khi sanh khi tử đều không được an ổn. Tại làm sao thế? Sáu, khi sanh nở nên làm mạnh kiên ác. Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh không luận là con trai hay con gái, khi sắp sanh ra chỉ nên làm việc phước lành thêm sự lợi cho nhà cửa, thời thổ địa vui mừng khôn xiết ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui, hàng thân quý cũng được phước lợi. Hoặc khi đã hạ sanh rồi nên cẩn thận chối với giết hại sanh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sẵn mẫu ăn, cùng nhóm hợp cả hàng quyến thuộc lại để uống rượu ăn thịt ca sang lần sáu. Nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng nàng an vui. Vì sao thế? Vì lúc sanh sản nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mỹ muốn ăn huyết tăng, nhờ có con sớm đã sai các vị thần linh xá đặt thổ địa bảo hộ mẹ con người ấy, làm cho được an vui mà đặng nhiều lợi. Người ấy thấy mình được an ổn, thời đáng lẽ nên làm việc phước lành để đền đáp công ơn thổ địa, mà trái lại giết hại loài sanh vật hội hợp thân quyến, vì lẽ này đã phạm tội lỗi, tất phải tự thọ lấy tay và mẹ con đều tổn. Bảy, lúc chết nên tu phước, lại người trong cõi diêm phù đề đến lúc mạng chung, không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị lạ lạc vào chốn ác đạo, huống gì là người lúc sanh tìm biết tu tạo và phước lành giúp thêm oai lực cho con. Trong cõi diêm phù đề, những người lành lạnh đến lúc mạng chung cũng còn có trăm ngàn quỷ thần ác đạo, hoặc biến ra thành cha mẹ nhẫn đến hóa làm người thân quyến dắt dẫn thần hồn người chết, làm cho đọa lạc vào chốn ác đạo, huống chi là kẻ lúc sanh tìm đã sẵn tạo nghiệp ác. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi Diêm Phù Đề lúc lâm chung thời thần thức không mê, không bị được lễ làm điều dữ, cho đến mắt cùng tay không còn thấy nghe gì hết, hàng thân quý của người lâm chung đó nên phải sắm sửa làm sự cúng dường lớn, tụng đọc tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, tu tạm nhân duyên phúc lành, như thế có thể cho người chết thoát khỏi chốn ác đạo. Các thứ ma quỷ ác thần thể đều phải lui tan cả hết. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh lúc lâm chung nếu đặng nghe danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, danh hiệu của một Bồ Tát, hoặc nghe một câu một bài kệ kinh điển đại thừa, con xem xét thế hạn người ấy trừ năm tội vô gián cùng tội sát hại, những nghiệp ác nho nhỏ đáng lẽ phải sao vào chúng ác đạo, liền đặng thoát khỏi cả. Tám, Đức Phật căn dặn. Đức Phật bảo chủ mạng quỷ vương rằng: Ông vì có lòng đại từ nên có thể ra, nên có thể phát ra lời nguyện lớn ở trong sanh tử cứu hộ chúng sanh như thế, như về trong đời sau này có kẻ nam người nữ nào đến lúc mạng chung, ông chớ quên lãng lời nguyện trên đó, đều nên làm cho giải thoát mãi mãi được an vui. Chủ mạng quỷ vương bạch cùng Đức Phật rằng: Xin Đức Thế Tôn chớ lo, trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, lúc sanh lúc tử đều làm cho được an vui cả, chỉ trông mong các chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc tử tin theo lời của con đã nói trên, thời đều giải thoát đặng lợi ích lớn. Chính Đức Phật thật ký cho chủ mạng
Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, vì Đại Quỷ Vương cai quản về tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải qua 100.000 đời làm người Quỷ Vương, ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử, đó là Bậc Bồ Tát Đại Tỉnh. Vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân đại quỷ chết thiệt thật không phải quỷ, quá 170 kiếp sau, ông đó sẽ được thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai. Kiếp đó tên là An Lạc, cõi nước tên là Tịnh Trụ. Tổng hạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đến được. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự của vị Đại Quỷ Vương đó không thể nghi bàn như thế. Hàng trời cùng người được vị ấy đột thoát cũng đến số không thể hạn được. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện xưng danh hiệu chư Phật phẩm thứ 9. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con bị chúng sanh trong đời sau một phô bày sự lết lạc cho trong vòng sanh tử tạo nhiều lết lớn, cuối xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn. Đây bây giờ chính tạo phải lúc vậy, ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta dò có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về khổ quá khứ của Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính thì đàn kia việc cầu nàng sanh tử trong 40 kiếp cũng là vẻ đắp hình tượng cúng dường tán. Người này được vô lượng vô biên kiếp phước lợi. Lại hàng hà sa kiếp về tổ quá khứ với Đức Phật ra đời hiệu Bửu Thắng Như Lai, như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây phát tâm quy với Phật trong khoảng thể ngón tay, người này tròn hẳn không còn tối chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác, là về tổ quá khứ với Đức Phật ra đời hiệu là ba đồng ba thắng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây phát qua lỗ tai, người này sẽ được một hình lần xâm lên sáu tầng trời cõi dục. Uống nữa là trí tâm sinh niệm, lại bất khả thuyết, bất khả thuyết vô số kiếp về thổ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Thống Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy chừng trong một niệm, người này sẽ đạm nhập vô lượng các Đức Phật xa đảnh thọ ký cho, là về thổ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc là tán thán, người này nơi pháp hộ của một hình Đức Phật trong tiền kiếp làm vị đạo phạm phương đặng Phật tạo kỹ đạo vô thượng cho, là về thổ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây thời mãi không còn xoa đạo vào chốn bát đạo, thường được sanh vào chốn trời người hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu, là vô lượng vô số hàng hà sa kiếp về thổ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bửu Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi đọa và ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu, là về thổ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu Bửu Tướng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả La Hán, là vô lượng vô số kiếp về tổ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tạng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp, lại về khổ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời người này đặng gặp hàng ngàn chư Phật nói nhiều pháp hầu cho, đều đặng thành đạo Bồ Đề. Lại về khổ quá khứ có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tựu Phật, Đức Vô Tượng Phật, Đức Diệu Tinh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Thiện Phật, có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế. Tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng khổ thì trai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ, chỉ định được một danh hiệu của Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đặng nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa. Như có người nào tất mạng chung hàng thân quyến trong nhà nhẫn đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, tội người chết đó trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp đó khác đều tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia giàu rất nặng nề, đáng để trải qua ở kiếp hẳn không ra khỏi làm quả khổ, nhưng bởi lúc tâm chung nhờ người khác vì đó mà sinh niệm danh hiệu của chư Phật,
cho nên những tội nặng đó cũng lần tiêu sạch. Năm tội lớn kia dầu rất nặng nề, đáng để trải qua kiếp hẳn không ra khỏi đàn vỡ khổ, nhưng bởi lúc lâm chung và người khác thì đó mà sinh hiện danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Cũng là chúng sanh tự mình sanh sinh danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước làm từ việc vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển trung hết, bổn nguyện bổn hành Địa Tạng tại huyền rộng sâu, vẹn vàng cho sáng độ chúng sanh, diệt một khổ không ngàn, tinh tấn kiềm tầm, khỏi mất khổ trầm luân. Nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô.